khó chịu với chiếc khóa cổng khi không có đèn. Bất tiện khi tìm nhà vệ sinh trong đêm tối. Không an toàn khi thiếu sáng ở cầu thang. Thiếu an ninh khi trộm lẻn vào nhà. Xin kính chào quý vị. Những hình ảnh vừa rồi là những tình huống mà chúng ta thường gặp trong cuộc sống hàng ngày. Khi ánh sáng không được bật lên đúng lúc, sẽ có nhiều sự bất tiện xảy ra, thậm chí còn gây ra sự nguy hiểm nữa. Qua những tình huống mà quý vị vừa xem, có thể thấy mặc dù ngôi nhà rất sang trọng, thế nhưng vẫn chưa thực sự hoàn toàn thỏa mãn những nhu cầu của chủ nhân. Vậy quý vị có thể tự đặt ra câu hỏi, ngôi nhà này còn thiếu điều gì nữa? Câu trả lời đó chính là hệ thống thiết bị bật tắt đèn thông minh Smart Home. Các thiết bị bật tắt đèn thông minh Smart Home đã được lắp đặt tại những vị trí cần thiết trong ngôi nhà. Và chúng sẽ hoạt động như thế nào? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Như quý vị thấy, chỉ với một thiết bị nhỏ gọn như thế này đã có thể biến ngôi nhà của quý vị trở nên thực sự tiện nghi và an toàn. Thiết bị bật tắt đèn thông minh Smart Home có thể dễ dàng được lắp đặt tại bất kỳ nơi nào trong ngôi nhà như cổng chính, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, ban công hay cầu thang. Đặc biệt hơn nữa, với khả năng tùy biến cao, đây thực sự là sản phẩm thông minh cho phép quý vị có thể cài đặt chế độ bật tắt đèn trong khoảng thời gian bao lâu tùy ý. Và đương nhiên, quý vị không bao giờ phải lo lắng về việc quên tắt đèn nữa. Với đội ngũ chuyên viên tư vấn nhiệt tình, dịch vụ chăm sóc khách hàng hoàn hảo, Smart Home sẽ mang đến cho quý vị những sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý và sự thoải mái, tiện nghi, an toàn cho cả gia đình. Smart Home hơn cả sự tiện nghi. Nano makes your life safer and more comfortable. Nano cho cuộc sống an toàn và tiện nghi hơn.